Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha mọi người. Với video này thì cũng như anh em đang xem livestream ngày hôm nay thì Khải sẽ lên đảo. Khải vừa tháo cái set đồ hồi xưa Khải hay đánh tông kiếm anh em, set đồ mà 64 thân pháp 120 làm chậm á. Khải tháo cái set đồ này ra, chuẩn bị Khải lên đảo, Khải đưa cho cái đường môn ạc chính rồi. Còn lại thì Khải đang sắm một set đồ cũng tương đối 90 làm chậm. Khải sẽ mang 90 làm chậm và khoảng 60 thân pháp nha nè. Khoảng 60 thân pháp nha nè. Đây, Khải sẽ lên đảo rồi ép cái ạc này, ép đồ lại cho anh em xem. Rồi Khải sẽ tiếp tục lên ạc chính, lên đảo luôn cho anh em xem. Một video Khải sẽ cho hai con lên cùng một lúc luôn. Hai con lên cùng một lúc luôn. Đang chấm. Rồi. Đây, chúng mấy thì Khải bây giờ Khải sẽ lên đảo nè. Đảo tỷ số tinh hồng có thật. Ok. Rồi. Chung set đồ cũ này cũng biết rồi. Giờ Khải mang set đồ mới mua vào coi đã. Mang set đồ mới mua cho ạch này vào coi đã. Đây, set đồ này set đồ mới. Đó, đó. 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 Đó, đó. Rồi. Nhẫn này thì nó sẽ mang lại. Đó, hiện tại bây giờ được rồi. Hiện tại bây giờ thì với set này thì Khải sẽ được 17, 16 là 33. 33 với nhẫn này mang tạm cái đặc này luôn nha. Nói chung cái nhẫn này Khải sẽ thay vào. Khải đang mua một cái nhẫn mới để cho con ạc chính. Hiện tại chưa mua được thì cứ một cái nhẫn này hai ạc nó sẽ xài chung nha. Đó. Tính ra là rồi. 16 này. 17 là 33. 33 với cái này 13 nữa là 46. 46 với ngọc bội này 15. Thì set này sẽ được 61 thân pháp nha anh em. 61 thân pháp. 61 thân pháp và Khải 90 làm chậm nha anh em. Set đồ này khoảng 90 làm chậm thôi. Coi thử Khải ép, Khải tăng thử lượng. Ui, mana ngon nhờ. Set đồ này mana 700 luôn anh em ơi, quá chắc. Set đồ này nhìn chắc ấy. Ok, Khải ép thử cái lượng dân khí Khải không. Máu tầm này được rồi anh em ơi. Đủ từ từ cấu nghe mi, cấu vòng sen. Cứ từ bình tĩnh. Bỏ vòng sen thử máu bao nhiêu. Set này là 90 làm chậm và 61 thân pháp anh em. Hiện tại bây giờ cái nhẫn này Khải sẽ mang nhẫn 30 nữa. Khải sẽ mang cái nhẫn này là 30 làm chậm nữa. Thì Khải sẽ được 90 làm chậm nha anh em. Đó. 90 làm chậm và 61 điểm thân pháp. Và cái giày top 40 anh em. Tại vì cái đôi giày này anh em cũng biết rồi, Khải tìm ra mua đôi giày top 40 chỉ cần một dòng thôi là Khải ưng rồi, mà ai ngờ là mình được thêm cái dòng nội lực 148 nữa. Nên là khá là thích luôn anh em, khá là thích cái đôi này giày này luôn. Khải mua đôi giày này một kim thôi. Server này phiên bản đồ xanh nha, đam mê ao ơi. Hello, biết gì đâu không, hello Thìn Phạm nha, hello Hồng Nguyễn, hello Butterbur Gaming, hello Dì Hồ, hello Tiến Vân, hello tất cả anh em, hello Tiến Nguyễn nha, hello Thịnh Phan nha, hello đam mê ao nha, đó. Đồ tính ra máu kẹp 3 hơi thấp nha, kẹp 3 hơi thấp nha, rồi ép hết thông pháp được bao nhiêu lực tay. 2k, set đồ này thì đây, em xem thì... 2k. Tính ra cái này mang thì mới nhẫn được đạn kem máu. Cái này máu được rồi nè. Cái này máu được rồi. Đúng không? Điều chưa có đồ cả tầm cả tư máu là ok rồi. Đó, 2k lực tây. Không, có cái nhẫn nữa nè. Cái nhẫn nữa. Khải đưa cái nhẫn lên nữa cho anh em xem. Chung là set đồ này ok. Ui da, gì vậy? Từ từ vô nhà một tí anh em là những căn dạy. Rồi ok. Khải lên đảo cái kia cho anh em xem luôn. Thì Khải sẽ làm video cho anh em xem. Mỗi video mỗi ạc sẽ tăng khác nhau. Đây anh em, bây giờ Khải sẽ tổng quan sơ lại một lần nữa set đồ này cho anh em xem. Hiện tại với set đồ này thì Khải sẽ có khoảng 1k4 máu nha anh em. Hiện tại cái nhẫn này Khải chưa mang. Nhẫn này Khải sẽ mang là nhẫn 530. Hiện tại Khải chưa mang là tương đối thì cho Khải thêm 40 sinh lực đi. Thì máu Khải dưới ngựa 1k4. Máu Khải dưới ngựa 1k4 nha anh em. Dưới ngựa 1k4. Mana 739. Đó, quá tuyệt vời rồi. Đây, set đồ mới. Thì hiện tại thì tính sơ qua thì set đồ mới này Khải có hiệu ứng làm chậm, đó là 90 làm chậm. Từ đai lưng này, nhẫn này, với nhẫn trên anh em. Nhẫn trên Khải sẽ mang 30 làm chậm. Đó, sẽ được 90 làm chậm. Và tiếp tục đó là cầm cho mình được 61 thân pháp nè. Ở set đồ trước là 120 làm chậm và 64 thân pháp. Ở set đồ này thì Khải chỉ mang khoảng 90 làm chậm thôi nè. Với lại 61 thân pháp. Đây, cho anh em cùng tính qua lộ cái lượng thân pháp. Đây, 16. Đúng chưa? Sinh lực cao. Rồi, 17 là 33.
33 với lại 13 này thì Khải sẽ được 50. Ấy, đâu được coi. 33 với lại là 46 chứ. 33 với lại 13 là 46 nè. Đó. 46 thông pháp và kèm theo cái ngập bội này, 15 nữa thì Khải sẽ được 61 thông pháp nè. Đó. 90 chậm cộng 61 thông pháp. Đó, ok chưa? Đó. Thì hiện tại đang thiếu 30 là từ cái nhẫn nè, đang thiếu 30 nhẫn trên nè, được Khải mua cái nhẫn trên, chỉ cần 30 làm chậm sinh lực cao là mang thôi nè, chứ không cần cái dòng gì cả. Tại vì cái nhẫn này chỉ kích được dòng 1 thôi. Đó. Đó. Rồi bao tay này thì Khải chỉ mang sinh lực lực đỡ nó kích cái nhẫn và đai lưng. Kích nhẫn dòng 2 của đai lưng với lại cái nhẫn thôi nè. Đó, thấy chưa? Em thấy ok chưa? Với set đồ này thì đủ đánh tung kim 79 rồi nè. Rồi áo này thì đó. Áo này thì Khải mua vài trăm vạn thôi, chưa tới 1 kim. Trong set đồ này cũng khá là rẻ thôi, không có mắc lắm. Gia truyền này Khải mua 1 kim, khá là cả 5. 300 vạn nè, 300 vạn là dao động tầm này thì nó 1 kim đó nè. 300 vạn tầm này 1 kim ấy. Rồi vũ khí. Giày. Giày này 1 kim. Vũ khí này 4 kim. Gia truyền 1 kim. Nón này 1 kim. Hãy tính ra 1, 2, 3, 7 kim rồi. Áo này cho 1 kim đi, 8 kim. Đai lưng này 1 kim, 9 kim. Ngập bội này phải mua 150 vạn là 50 xu. Là coi 9, 4, 5. Rồi 9 kim là 9 kim rưỡi. Nhẫn này 1 kim là 10 kim rưỡi. 10 kim rưỡi với lại bao tay này 500 xu. Tính ra set đồ này khoảng 11 kim nè. Thiếu cái nhẫn trên nữa. Thì nói chung là set đồ này thì tổng set đồ này khoảng 11 kim bằng khoảng tầm 770k. Đó. Sẽ đồ đủ 770k đủ đánh tung kim nha anh em, đủ đánh tung kim 7, đủ đánh tung kim sơ nha anh em. Đó. Không có 1 kim nhưng bảo. Đó, thì anh em nhiều khi anh em xem là anh em muốn hỏi giá này nọ đó, đỡ anh em có thể mua á, thì anh em có thể tham khảo qua cái giá đồ Khải mua thì anh em có thể mua ngôi. Và thôi. Và anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ video nha. Nói chung thì xem xong thì giờ chắc không làm gì, chắc Khải xuống đảo thôi em. Xuống đảo Khải sẽ giao dịch cái set đồ này, giao dịch cái set đồ này qua chính. Giao dịch set đồ này qua chính thôi em. Đó. Giao dịch set đồ này qua chính rồi lên đảo chính thôi. Chính thì cố gắng mong sao mà chính khoảng tầm 700 mana là đẹp em. Không biết có đủ hay không. Hiện tại chính còn cái đai lưng 100 mana với lại giày là hiện tại chính là còn mana còn khá là nhiều. Set đồ này kiếm cái nhẫn mọc, là kiếm cái nhẫn mọc sinh lực là bù vô cái đoạn mana là đẹp rồi nè. Đó. Rồi. Khải gì cho dịch cái set đồ này cho ạc chính là được. Mà nãy ạc chính không vô được. Dính Khải bị đít đâu nè, đít chưa vô được mới đâu chứ. Không vào được nè. Chấm dứt cái nó mấy chủ rồi, loại rồi. Không vô được, kiểm tra thất bại. Không vô được anh em ơi, chết rồi. Không như được ạ. Rồi bây giờ Khải xuống đảo anh em ơi. Anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha. Ok anh em.